Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đừng Có Mơ nha. Rồi, thì mấy thời gian gần đây anh em hay bảo tại sao mình không có làm game mobile. Tại vì anh em không biết chứ mình để game mobile bên kênh của tổ đó tên là Gamer mà. Bên đó game mobile rất là nhiều anh em. Lâu lâu mình qua mình đăng cấp vài game. Còn anh em là muốn full game mobile nên qua kênh tổ đó tên là Gamer nha. Bên đó game mobile không luôn. Tổ một ngày có thể đăng 1-2 clip gì đó, tùy. Còn hôm nay mình giới thiệu anh em một cái con game mà mình mới tìm được ở trên cái Google Play anh em nhé. Anh em muốn tải con game này thì anh em lên Google Play tìm là Pixel Triple ha, nó kép. Thì con game này rất là thú vị anh em, game mà chơi hay. Nó có xây dựng trồng trọt các kiểu và nó có farm, nó có đi đánh nhau nữa anh em, đánh nhau nữa. Ok, đây là hình ảnh và bối cảnh chúng ta, đây hình ảnh Pixel rất là đơn giản thôi ha. Mình thích những tựa game chơi giải trí đơn giản và hình ảnh của game này thực sự thì nó không những đơn giản, nó còn đẹp nữa. Ok. Đây là cách đánh của game. Đây là hai thằng cung thủ pháp sư đấu với lại bọn nạp tiền VIP 99. Và anh em cũng biết trước kết quả rồi đó ha. Mình cũng sẽ kiểu đánh khí thế các kiểu, nhưng mà mình sẽ nằm bất tỉnh nhân sự thôi. Thằng này nó nạp tiền rồi không, VIP 999 luôn rồi nè anh em. Nạp quá nhiều tiền rồi, thua rồi. Bắn lần có mười mấy đam thôi. Ông này dùng pháp thuật các kiểu thứ rồi ghê. Rồi thanh niên rồi Olaf nằm bất tỉnh đó, làm kêu đi luôn đó. Đó là khi mà bạn đối đầu với những đứa không nạp tiền à. Ok, thì nói đùa thôi, nhưng thật ra là game này thì mình chơi nó thuần túy là nó về cái thăm ngàn. Ví dụ như anh em xem này, mình có thể build ở đây một cái đầu tiên mình xây một cái house anh em nhé, một cái nhà đấy, xây nhà cũng có xây nhà. Ok, xây đó. Bây giờ mình đã bắt đầu xây dựng lại một đế chế Viking, nhưng mà game này hơi bựa anh em ạ. Xây đế chế Viking mà mình chưa gì mình đã già thế này là chơi bởi gì, chán thế đấy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ info đây, xem không kêu bút này đấy, rất là nhiều thứ. Liệu mà có thể đi chặt cây được không? Mình sẽ build một cái nữa hả? Torek Ri. Cái gì Ri chế thôi. Ok, nhanh nào. Quốc. Ok, quốc đi mày. Đập đá mày. Xây nhà mày. Đây nó sẽ xây nhà. Hình ảnh thì mình thấy tương tự như từ game Forager ha. Hình ảnh đẹp á, dễ thương. Đấy, xây nhà thôi. Xây đi. Xây xong nó bắt làm gì mình làm đó. Ok, xong rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi đập đá vậy. Đập đá đi. Đập đá. Ô sao mà làm sao để bắt ông này đi đập đá vậy? Là sao đi đập đá ta? Info. Kêu bút. Defense. À cái này là kỹ năng của ông này. Mây này. Các kiểu này. Đấy. Rất là nhiều thứ ha. Đập đá 1 phút. Mình có thể xây được những cái gì khác không? Decoration. Seasonal. Ok. Đây là một cái bến cảng nhỏ. Rất là xinh đẹp ha. Game đẹp hết. Đây có cái bãi đá gì đẹp quá vậy? Ok, ở đây mình có thể xây 3 nhà anh em nhé. 3 nhà thì mình được 3 thằng dân. Ok, mình sẽ xây hết. Cái này cần 10 đồng lận. Rồi, ok, mình xây đi. Xây đi nào. Quốc đi nào. Cái nhà này mình xây càng nhiều thì mình sẽ có nhiều dân các kiểu ấy. Cũng khá là tiện. Cần nhiều dân. Ở đây mình sẽ xây nhiệm vụ của mình là xây thêm một nhà dân nhé. Ok. Rồi. Ok, chúng ta lên level 2 rồi. Bây giờ hoàn thành rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái công việc khác ha. New web nè. Escape. Bây giờ mình sẽ order. Ok, một cái cái này là bàn order. Ok. Mình có thể dùng tiền và money để có thể dịch chuyển hàng, dịch chuyển những cái tài nguyên. Ok. Hoàn thành. Mình có thể bấm cái này nè anh em. Ok, mình sẽ cần phải order 2 miếng gỗ ha. 2 miếng gỗ là được. Rồi, ok, mình sẽ đi chặt gỗ nè. Work. Cần hai thằng mới cần. Cần một thằng nó đi chặt gỗ, chặt đi nào. À cái này chặt cần 30 giây nè, 30 giây. Ủa game chiêu nha, game này nhìn vậy chứ hay á. Ông chặt cây nè anh em, ông dùng gì ông chặt à, cùng dùng ý lực à. Phải đá vậy. Ủa khoan, tôi kêu chặt ở đây mà. Alo, ông chặt đâu đấy? À chắc nó chỉ là hiệu ứng vậy thôi. Đây mình cũng có thể cho thanh niên này làm luôn ha. Đâu mình giả bộ mình cho thanh niên đập đá thì trước sau giờ tí nó cũng cần đập đá thôi. Ok, thanh niên nào ta? Thanh niên là chưa làm. Nghe chặt gỗ là cái hiểu tượng ở đây nè, mà nên chưa chặt gỗ thì mình chọn thanh niên này đập đá. Rồi bây giờ mình cũng có thể xây dựng thêm một cái nhà nữa. Nãy mình để ý là mỗi cái nhà này nó sẽ có giá trị là một người. Mình sẽ xây sớm nhất có thể ha. 15 đồng mình xây được 3 cái. Đấy. Storage. Đây là nơi mình chứa đồ. Ok. Gỗ này. Supply food order. Ok. Khá là hay. Đập đá đi nào. Thanh niên cái đập đá xong chưa? Ủa sao 12 giây này cái cảm giác nó lâu dữ ta. Lâu ghê ha. À, không biết đập xong chưa nữa. Không, hình như là 30 giây mới được một khúc gỗ anh em. Nên là game này
Game này thì chắc là phải chờ một chút. Đó, một cục gỗ nè. Ông bưng về nè. Đấy, kiểm tra thôi. Rồi bây giờ mình deliver thôi. Ok, deliver mình sẽ lên cấp. Được tiền. Theo mình thì nếu như mình xây được nhà lính thì mình tiếp tục xây. Level 9 mình được xây tiếp. Ok. Nhà kho cũng vậy. Level 3 thì mình xây được cái field. Cái field này như để trồng trọt chăn nuôi sao. Tí mình xây ha. Hoàn thành. Ok, lên cấp. Level 3 luôn. Trồng được lúa nè. Hay à, game này hay à nha. Đoạn đầu lúc mà mình xem cái đoạn đánh đó, mình tưởng là game này nó drop, mình kiểu cũng hơi lo, không ngờ về cái đoạn này hay phết. Đây mình có thể mua được những cái khác này, công trình nhanh hơn này, chặt gỗ nhanh hơn này, nâng cấp chặt gỗ, nâng cấp đá, hoặc là nâng cấp trồng trọt. Ok, mình bấm lại anh em nhé. Đây, bây giờ mình có thể xem mình xem có xây được cái gì không. Mình sẽ xây cái field trước nhé, xây cái field trước để nó trồng trọt. Ok, work. Đây, hai thanh niên kia về làm việc sửa nhà trước đi, tính tiếp. Ok, mình xây cái nhà này xong rồi được một cái thằng lính nữa thì mình có thể thao tác đó. Nói chung là game này hay á, xây dựng một đế chế Viking anh em ạ, một game pixel nữa, đẹp mắt vãi chưởng, hàng gì đánh giá cao. 4.8 trên 5 điểm là game hay á anh em, hiếm lắm á, ít có game mobile nào mà kiểu vậy lắm á. Mấy cái game bây giờ drop lắm, chơi lóp vãi chưởng anh em, chơi chán. Game này giờ là hay rồi đó. Đây cái này nó còn nó lưu lại cái giai đoạn lúc nãy mình chưa làm xong nè, lâu thế. Đặt chi bồ nem nữa, vãi nồi chưa. Ok, DTN gamer chứ gì nữa. Chi bồ nem, ok. Rồi, cái này là mình có thể trồng trọt và chăn nuôi, ok. Mình có 6 lúa nè. Mỗi lần trồng được có một đống vậy thôi hả. Ok, mỗi lần trồng được nhiêu đây thôi anh em. 1 phút nữa nó mới chín, ok. Rồi tiếp tục mình lại đi chặt gỗ nha. Thanh niên nào rảnh rỗi thì đi chặt gỗ đây. Chặt gỗ đây, đại lát. Mình thấy là gỗ cần nhiều á nên là mình cho nhiều thanh niên đi chặt gỗ chút thì. Game này mình nghĩ là anh em chơi vui áp cây được, áp ca được ha. Hay á. Thôi vậy. Đây có nhiệm vụ mới, mình nhìn nhiệm vụ mình làm. Mình có thể ráp một cái rìu và một cái búa. Đây build. Build có lẽ là phải xây cái bàn chế tạo không? Cái này giá 15 đồng. Minh Quyêu. Đất thì đã hẹp rồi mà còn xây thế này chắc tí không biết có đất sống không vậy. Cho một thanh niên đập đá trồng nha. Để xây nha. Game khá chiêu anh em, hay á. Chơi ok phết. Đấy. Đó anh em có thể thấy những thứ mình làm về sau thì mình sẽ nâng cấp nhà, xây lính, xây kiểu ha, thiếu cái gì mình làm cái đó, mình cứ đi theo một cái mạng nhiệm vụ trước. Ok. Nói chung là game này hay, anh em nào muốn tải thì xem dưới phần mô tả nhé. Hoặc là anh em lên Google Play tìm Triple, Pixel Triple ha. Rồi anh em chơi thử, game hay anh em ạ. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.